Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Tito Cây Cảnh mọi người. Hôm nay là ngày cuối tuần này, kính chúc mọi người sức khỏe mọi người. Em cũng có một video ngắn để đăng lên Zalo một số cái phôi mai chú thủy. Cái phôi này, cái phôi em vừa đào trong vườn lên là chuẩn bị làm lại cái phôi này quay chứ không có Zalo mọi người. Phôi này cũng bốn mấy năm được hoành mọi người. Cái đế đây, đế cũng khá khá đế mọi người. Đó. Khá đế là đang làm ổng đế lại rồi để mấy ngày nay nó bung tược luôn rồi để trồng lại đây. Đó, đây là cái phôi quay thôi không có lưu hồi này đó. Nó quay còn đang thui chưa sạch ra mọi người, rồi mời mọi người cùng xem video mới của em ạ. Cái phôi mai thấy đầu tiên mọi người, cái này 30 hoành mà cái này đế khá to mọi người, đế cũng được này, mấy cũng rễ này, 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7 cộng mọi người, nó đế 8 cộng, nói chung đế cũng ok mọi người. Nó nuôi đây, nuôi cục cục mọi người, đây mặt hậu mọi người, đây mặt hậu 30 hoành này, cao chắc cả 70 cm mọi người, tại em lấy cây này tông cao chứ không này cắt cắt lùng mất luôn mà cắt lùng không được đó. Đây này mình có thể làm cây phong tranh đó, mình đánh qua đây cành này lên đây mình chẻ ra mình đánh rủ rủ xuống mọi người, nói chung thì tùy mọi người chơi thôi, nhưng nếu là em sẽ chơi như vậy mọi người đó, cây phong tranh mọi người đó, cành luôn cục cục luôn đó. Cục cục luôn mọi người, 30 hoành mọi người, 30 hoành mới sạc sơ chứ chưa có xịt thì nó không có trắng mọi người, chung xịt trắng sợ nó mọi người, nó cây nguội không, cây này cây mới bứng lên thôi, mới bứng này mọi người thấy đây, vết cắt còn tươi rối luôn này, vết cắt còn tươi luôn này đó. Cây này thì 400k bao xíu tới nhà mọi người, 30 hoành 400k bao xíu tới nhà. Nói chung là cây này đế nó không có đẹp, với cái dáng nó không có đẹp nên giao lưu giá hữu nghị thôi, cái này dáng thường thường ra mình về mình có thể chế biến thành cây phong tranh mọi người đó. Cây này 400k bao xíu tới nhà mọi người. Nói chung là khúc trên nu mọi người, nói chung là nhiều cách chơi tùy theo cái sở thích mọi người thôi đó. Những em kia sẽ chơi cái phong tranh cúc một sẽ cắt đây mọi người, rồi lên đây cúc hai rủ rủ xuống rồi có cành nào mình đánh ra cành đó mọi người đó. Rồi cái này 400k bao xíu tới nhà, mà vô mọi người, 400k bao xíu tới nhà. Rồi em xuống em lên hai cây nhỏ nhỏ nè mọi người. Rồi gốc thứ hai mọi người, gốc thứ hai cũng 29 hoành, cây cũng khá to mọi người, cái này đế cũng được đó, có 1 cộng đây, 2 cộng, 3 cộng, 4 cộng, 5 cộng, 6 cộng, 7 cộng, đây mặt hậu luôn đó, 7 cộng, 8 cộng luôn đó. Rồi, cái này cắt kiểu hai thân, hai thân mọi người, hai thân thì vậy mọi người sẽ nuôi cành. Thí dụ đây cốt này em chưa làm thẹo, đây cốt này mình lấy cốt 1 đây đó, cốt 1 đó, rồi bên đây cái cành này, cái cây nhỏ này mình đánh càng vàng ra cốt 1, cốt 1 đây chứ mình cốt 2 đây, rồi từ từ mình cắt lên ở đây mọi người. Đó, cái này cái cũng nuôi công mọi người, nuôi công đó. Nuôi công mới cắt ngày hôm qua luôn rồi, cắt ngày hôm qua luôn đó. Nuôi công đây mấy vết thẹo mà thẹo 5 tháng vài năm sẽ liền mọi người đó. Nuôi công cái này giá mềm mại thôi mọi người, 250k bao ship tới nhà đó. 250k bao ship tới nhà mọi người, mãi vô mọi người, những cái nhỏ nhỏ này dễ chơi mọi người, 250k bao ship tới nhà. Cái này 29 hoành nha mọi người, 29 hoành. Đây mình làm cái này cái hai thân được mọi người. Nó nu cục cục luôn, cây này nhánh nhỏ mà nu được mọi người đó. Cây này là bao nu luôn. Rồi 250k bao xíu tới nhà mọi người. Rồi gốc thứ ba mọi người, gốc thứ ba cây này thì đế không có đế nhiều, nó có 2 cộng thôi. Không có sao nó vậy, nói chung hồi này trước không biết cái này cắt cành ghim hay là mặt bầu sao mà nó lên rễ xem nó vậy mọi người. Nói chung trong cái vườn giờ cái bờ dừa bây giờ giải tỏa mặt bằng để mà sắp xếp lại cái vườn, có một số cây nuôi lại thành ra có sao bứng vậy lên này, được giao lưu, được giao lưu giá mềm mại anh em chơi thôi mọi người. Đó, chung cây này được cái nu thôi, có thấy cái mặt nu mọi người đây, nu từ gốc tới ngọn này, này nó hơi chôn với chỗ này rễ phù ra mọi người đó, mặt tiền đây, mặt hậu cũng vậy luôn mà cũng 2 cộng 3 cộng thôi đó, nhưng mà được cái nu mọi người này, nếu mà chơi về chơi văn nghệ được mọi người, cái cây này thì 200k bao ship tới nhà mọi người. Nó coi như nó rẻ hơn thùng bia đúng không, 200k bao ship tới nhà. Đó, em để số Zalo trong màn hình được thì mọi người ủng hộ giùm em. Đó, 200k bao ship tới nhà mọi người, một cái cây này mà chỉ thể nuôi một công. Cây này 20 hoành mọi người, cái này 20 hoành. 20 hoành. Nu cục cục mọi người, cái khúc đầu nó qua từ chỗ này từ cái mặt đế lên là nu. 250k bao ship tới nhà mọi người. Quay hai lượt mọi người xem này, cây chỗ này là nu quá nu luôn, cây còn rất là non cây mọi người đó.
rồi 200k xíu tới nhà mọi người rồi đó. Còn nếu mà giá đó 3 cây lấy luôn thì giá khác, mà 3 cây luôn thì giảm chút đỉnh mọi người đó. Cây 400, cây 250, cây này 200 mọi người. 3 cây thì mọi người liên hệ Zalo với em, nó có gì thỏa thuận giá cả thì mọi người đó, nói chung cũng mềm mại hơn chút xíu. Rồi em kết thúc cái video này, cây này thì 200k xíu tới nhà mọi người đó. Kết thúc video ở đây, cũng chúc mọi người được cuối tuần nhiều sức khỏe, luôn ủng hộ kênh Tư Duy Cảnh mọi người. Ủng hộ thêm thì xin mọi người đăng ký nhấn chuông để theo dõi những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại ạ.